Ba biên tập xin để kính chào và cảm ơn quý khán thính giả đã luôn quan tâm đến kênh Vivo TV. Kính chúc quý vị sẽ có những giây phút tuyệt vời và bổ ích khi xem video. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và để lại quan điểm của riêng mình ở bên dưới phần bình luận để cập nhật liên tục những tin mới nhất chính xác nhất đến từ kênh Vivo TV. Còn bây giờ hãy đến cùng chúng tôi những tin tức nóng nhất có trong ngày hôm nay. Kính mời quý vị theo dõi bài Nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca khai có nhận 35 tỷ tiền chạy án. Nguyên Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, ông Đỗ Hữu Ca khai với cơ quan điều tra có nhận tiền của một doanh nhân để chạy án. Tuy nhiên, ông Ca chưa tác động cá nhân, cơ quan chức năng nào cho việc này. Trung tướng Tô Ân Sô phát ngôn nhân Bộ Công an Việt Nam cho biết như vừa nêu vào ngày 3 tháng 3 tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2023. Cũng theo lời phát ngôn nhân Bộ Công an thì trong quá trình xét hỏi, ông Đỗ Hữu Ca hợp tác với cơ quan điều tra và đã nộp số tiền 35 tỷ đồng. Hiện cơ quan an ninh điều tra thuộc Bộ Công an đang tiếp tục điều tra để làm rõ các hành vi vi phạm của những người có dính líu trong vụ này. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm 22 tháng 2 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời tống đạt lệnh bắt tạm giam đối với nguyên giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca. Ông Ca bị bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hôm 18 tháng 2, cựu thiếu tướng Công an Đỗ Hữu Ca đã bị cơ quan an ninh điều tra tạm giữ để xác minh làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ án hình sự trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, theo thông tin chính thức từ cổng thông tin điện tử Bộ Công an. Tuy nhiên, sau đó một ngày, báo nhà nước trích các nguồn tin giấu tên cho biết ông ca bị tạm giữ 9 ngày để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Truyền thông nhà nước trích dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết ông ca đã nhận 35 tỷ đồng của doanh nghiệp để chạy án nhưng không thành. Mặc dù vậy, ông ca vẫn giữ lại số tiền chạy án này. Vụ án này liên quan đến một vụ án bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố hồi tháng 4 năm 2022 liên quan đến những sai phạm trong đấu thầu mua bán vật tư, thiết bị xảy ra tại công ty Nhiệt điện Đông Triều. Công an đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong quá trình điều tra vụ án, công an phát hiện đường dây mua bán trái phép hóa đơn nhằm mục đích trốn thuế do ông Trương Xuân Đức 52 tuổi Quê ở Hải Phòng là giám đốc công ty cổ phần xây dựng Hạ tầng Thái Bình Dương cầm đầu. Ông Đức đã tận dụng mối quan hệ với thiếu tướng Đỗ Hữu Ca để chạy án cho mình. Theo báo Thanh niên, ông Đức đã chuyển cho vợ chồng ông Ca hàng chục tỷ đồng để chạy án nhưng không thành. Ông Đức bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ hồi đầu tháng 2 năm 2023. Ông Đỗ Hữu Ca, sinh năm 1958, đã từng nắm giữ chức giám đốc công an thành phố Hải Phòng từ tháng 7 năm 2010 đến tháng 6 năm 2013. Ông ca nổi tiếng là người đã trực tiếp chỉ đạo vụ cưỡng chế đất của gia đình nông dân Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, Hải Phòng vào năm 2012 dẫn đến nổ súng khiến 4 công an và 2 dân thường bị thương. 6 người dân đã bị bắt và khởi tố sau vụ cưỡng chế. Vụ cưỡng chế sau đó được chính phủ xác định là có sai phạm. Tuy nhiên, lãnh đạo công an Hải Phòng vào lúc đó chỉ bị kiểm điểm trách nhiệm trong công tác tham mưu, chỉ đạo, nắm tình hình và xử lý tình huống không tốt để gây ra hậu quả nghiêm trọng trong vụ việc cưỡng chế, thu hồi đất. Tiếp theo kính mời quý vị theo dõi bài, đồng chí Tổng Bí thư sao vẫn vô can. Thực thi hiến định, với hiện tình y tế nước nhà lúc này, tôi cho rằng cần viết kiểm điểm đầu tiên nhất phải là đồng chí Tổng Bí thư và đồng chí Thường trực Ban Bí thư. Thế nhưng nói như nhận xét của cựu giám đốc bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh thì nhiều thiên thần chống dịch COVID-19 đang phải làm kiểm điểm. Cá nhân tôi trước tháng 8 năm 2021 là giám đốc bệnh viện bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh nên sắp tới cũng làm kiểm điểm. Điều này thực sự ảnh hưởng đến tâm tư của anh em khi vừa trải qua một trận chiến khốc liệt ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu Phó Giám đốc Sở Y tế. Thành phố Hồ Chí Minh kể trong buổi làm việc với đoàn giám sát của Quốc hội với Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch, thực hiện chính sách về y tế cơ sở, y tế dự phòng ngày 3 tháng 3 năm 2023. Về công tác phòng chống dịch COVID-19 những năm qua, ông Châu cho biết các đơn vị y tế tiên phong đứng đầu, chủ chốt đã không sợ hiểm nguy, không màng sinh tử tham gia vào cuộc chiến chống dịch. Lúc đó y, bác sĩ được tôn vinh, được ngợi ca như thiên thần, thì hiện nay đặc biệt là những người trong hội đồng thuốc điều trị, ban giám đốc các bệnh viện phải làm kiểm điểm bởi kết luận của thanh tra. Những đơn vị không đi tiên phong thì không có sai sót, xét thi đua vẫn là những đơn vị xuất sắc. Trong khi đó, do phải làm kiểm điểm nên các đơn vị tiên phong chống dịch sẽ bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ, vô tình tạo tâm lý không công bằng cho nhân viên y tế các đơn vị rẻ rặt hơn trong mua sắm trang thiết bị để phục vụ cho khám, chữa bệnh. Phó giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ mặc dù các đơn vị đã cố gắng triển khai mua sắm, đấu thầu đúng theo quy định, việc này vẫn gặp nhiều khó khăn, từ đó dẫn đến những thiếu sót. Rất nhiều bệnh viện có các thiết bị chống dịch mà từ xưa đến nay họ chưa bao giờ mua. Bây giờ tất cả đơn vị đều phải tham gia và nên gặp khó khăn rất nhiều ông Châu nói. Theo báo cáo của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2020 đến 2022, Tổng nguồn lực huy động cho công tác phòng chống dịch Covid-19 toàn thành phố là 29.010,6 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí từ ngân sách trung ương là 2.000 tỷ đồng, từ ngân sách thành phố là 21.102,6 tỷ đồng. Việc mua sắm thuốc, vật tư, hóa chất, trang bị y tế trong thời gian dịch bệnh xảy ra có nhiều khó khăn như hàng hóa khan hiếm, nhà cung cấp cung ứng nhỏ giọt, nhiều nhà cung cấp không hoạt động, giá cả tăng nhanh. Trong khi dịch Covid-19 lần đầu xuất hiện Diễn biến của dịch khó lường nên việc lập dự toán kinh phí cho phòng chống dịch chưa sát với thực tế. Các kịch bản phòng chống dịch luôn thay đổi theo diễn biến của tình hình dịch. Mặt khác, trong quá trình thực hiện mua sắm cũng gặp rất nhiều khó khăn như việc lấy báo giá của các nhà cung cấp gặp khó khăn do giãn cách xã hội. Có nhiều mặt hàng, dịch vụ chỉ có một đến hai nhà cung cấp trên toàn quốc nên không thể có đủ 3 báo giá theo quy định. Mặt khác, có một khoảng thời gian do thực hiện giãn cách xã hội nên việc tìm kiếm công ty thẩm định giá khó khăn. Một số đơn vị thậm chí không phản hồi hoặc từ chối, không nhận thực hiện dịch vụ. Ngoài ra, giá cả biến động rất nhanh nên khi xây dựng xong dự toán chuyển sang quy trình mua sắm thì giá cả đã giảm xuống, các báo giá, thẩm định giá không còn phù hợp cho việc thực hiện quy trình mua sắm tiếp theo. Lãnh đạo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị cần hoàn thiện chính sách pháp lý trong công tác mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế nhằm mua được hàng chất lượng với giá cả hợp lý thay cho mục tiêu là hàng hóa giá rẻ. Theo ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, khi thanh tra kiểm tra công tác mua sắm thiết bị, đặc biệt là phòng chống dịch, cần xem xét bối cảnh kinh tế trong giai đoạn dịch. Khi đánh giá, xem xét xử lý cán bộ, công nhân, viên chức người lao động cũng nên dựa vào kết luận số 14 ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Như vậy vấn đề ở đây cần kiểm thảo làm rõ. Đó là trách nhiệm nói và làm của bộ chính trị ra sao ở kết luận số 14 ngày 22 tháng 9 năm 2021 của bộ chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung do thường trực ban bí thư ký ban hành. Nên nhớ, yêu cầu trên còn là thực thi một hiến định, Đảng chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình trích khoản 2, điều 4, Hiến pháp 2013. Tiếp theo kính mời quý vị theo dõi bài, hãy cập nhật dữ liệu cho tân chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Sáng hôm 2 tháng 3 năm 2023 ngay sau lễ tuyên thệ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có bài phát biểu trước Quốc hội: Đồng bào, nhân dân, cử tri cả nước. Bài diễn văn có đoạn: Tự hào về cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước, càng nhận thức sâu sắc về yêu cầu, nhiệm vụ khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, càng quyết tâm để hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 khi kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Ở đoạn trên cho thấy được viết theo mạch văn báo cáo của ban chấp hành trung ương khóa 12 về các văn kiện trình đại hội 13, được soạn để tổng bí thư Nguyễn Phú trọng đọc tại phiên khai mạc đại hội 13 của Đảng ngày 26 tháng 1 năm 2021. Mạch văn đó được tổng bí thư Nguyễn Phú trọng đọc ở thể khẳng định như sau: qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa. Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn đảng toàn dân toàn quân ta tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn phù hợp với quy luật khách quan với thực tiễn việt nam và xu thế phát triển của thời đại đường lối đổi mới của đảng ta là đúng đắn sáng tạo sự lãnh đạo của đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng việt nam cương lĩnh chính trị của đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng lý luận dẫn dắt dân tộc ta vững vàng tiếp tục đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới là nền tảng để đảng ta hoàn thiện đường lối xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới dừng trích mẫu câu với tất cả sự khiêm tốn chúng ta vẫn có thể nói rằng đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay còn được tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sử dụng trong nhiều bài diễn văn khác nữa thực tế cho thấy hoàn toàn trái ngược khi mà từ năm 2014 tập đoàn Samsung đưa ra danh sách 170 phụ kiện mà doanh nghiệp Việt Nam có thể làm để cung ứng cho việc hoàn thiện sản phẩm Galaxy S4 và máy tính bảng của hãng. Mùi ngon đưa đến tận miệng. Thế nhưng câu trả lời được đưa ra bởi các doanh nghiệp Việt Nam là chưa làm được. Trong bản danh sách 170 món phụ kiện này có cả những thứ nghe qua thì rất đơn giản như con ốc vít, cọng cáp USB rồi đến cái sạc pin. Thế nên, câu chuyện về một Việt Nam không thể tự sản xuất nổi một con ốc vít bắt đầu ra đời và lan rộng ra công chúng. Đằng sau câu chuyện ốc vít là cả một chuỗi dài đằng đẵng những vấn đề cần kiếm nguyên do. Không phải Việt Nam không làm nổi cái ốc vít, mà là nếu làm được cái ốc vít theo đúng chuẩn của Samsung, giá thành của nó sẽ cao hơn các nhà cung ứng khác rất nhiều. Tất nhiên, doanh nghiệp bỏ tiền sẽ chọn ở nhà cung ứng có giá bán thấp hơn. Và đó mới là ý nghĩa đích thực của câu nói Việt Nam không sản xuất nổi cái ốc vít thay vì hiểu theo nghĩa đen thuần túy. Thời điểm đó Người đứng đầu phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam đã đưa ra lời giải thích khá nhẹ nhàng nhưng rất đau về chính trị. Môi trường kinh doanh tại Việt Nam chưa thực bình đẳng, nhiều doanh nghiệp không nhất thiết đầu tư vào công nghệ, quản trị nhưng vẫn cạnh tranh được nhờ vào mối quan hệ. Chừng nào còn tình trạng đó, sẽ khó cho đầu tư vào công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh. Gần chục năm sau đó, mọi chuyện vẫn là dường như dậm chân tại chỗ. Để có một nền công nghiệp ô tô, đầu tiên phải có một nền khoa học kỹ thuật và công nghệ cơ bản. Sau đó phải có nền công nghiệp vật liệu, phải sản xuất ra thép hợp kim. Nhưng trên một chiếc ô tô có hơn 20.000 chi tiết linh kiện, dùng hơn 200 mác thép kim loại và Việt Nam chưa chế tạo được mã nào trong số 200 mã thép đó để có được công nghiệp ô tô. Đó là một sự thật. Có một thời tôi hay nói mỉa mai là duy nhất chỉ làm cái ốc vít bắt cho biển số và chỉ 6 tháng sau, nó gì mất rồi. Chúng ta chưa có công nghiệp ô tô vì không có nền khoa học cơ bản. Công nghiệp ô tô là ngành tích hợp của rất nhiều ngành khoa học cơ bản, như ngành vật liệu, động lực học, điện, điện tử, môi trường sinh thái. Trích phát biểu của ông Phan Đăng Tuất, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam, trong một hội thảo chuyên ngành về công nghiệp phụ tùng ô tô ngày 21 tháng 2 năm 2023. Điều mà người đứng đầu VASI muốn nói đến là ở góc độ vật liệu. Mỗi con ốc vít giá thành không lớn nhưng phải đầu tư công nghệ rất đắt để tiêu hao vật tư ít nhất và yêu cầu có nguồn vật liệu phù hợp. Tại Việt Nam hiện nay các nhà máy thép chủ yếu sản xuất thép xây dựng chứ ít làm thép chế tạo gang thỏi để đúc chất lượng cao hơn cũng phải nhập, nhôm chế tạo thì trong nước hoàn toàn không có. Vì vậy, nhìn từ góc độ vật liệu cũng cho thấy đang không hỗ trợ tốt cho việc phát triển công nghiệp chế tạo máy cơ khí. Cá nhân người viết cho rằng dù có nói khiêm tốn, khiêm cung đến đâu đi nữa, thì mẫu câu đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Chỉ nên được hiểu theo nghĩa tuyên truyền cổ động chính trị có định hướng, tránh sử dụng tùy tiện như bài diễn văn nhậm chức của tân chủ tịch nước. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng nhấn like, đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để sớm nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất đến từ kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo của chúng tôi.